trực tiếp lên đèn làm trăm vạn thiên long tinh tệ giá khởi đầu, cái kia chính là nhắm vào hắn tới đó. 600 vạn, một càng có một chút phấn khởi âm thanh vang lên, lại không phải thiên hòa thủ tướng. Nguyện ý bắt là cái này đang lấm quả cũng không chỉ là hắn, tăng lên tới siêu thần công cấp độ thần thức, có một chút chủng tộc như trước thật ra là vô cùng cần. Cái kia chính là đường lang tộc. Đường lang tộc chính là số lượng vô cùng khổng lồ mạnh chiến chủng tộc. Trong chủng tộc, người thực lực cường hãn cũng là số lượng rất nhiều. Thần cấp cường giả số lượng thậm chí không kém hơn thiên mã tộc của mấy long tộc. Duy chỉ có chân thần dùng thượng tầng số lượng vô cùng thưa thớt. Siêu thần công càng là chỉ có kim đường lang vương một vị mà thôi. Truy cứu nguyên nhân rất đơn giản. 8 chữ liền có thể giải thích, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, thân thể của bản hắn tu vi khả năng tăng lên cực nhanh, có thể tinh thần lực lượng tu luyện là cực kỳ thông thả. Chính như vừa mới Lý Tĩnh Si nói như vậy, người tu luyện bình thường đều có chính mình khuynh hướng, đúng là tồn tại thần thức đột phá, thân thể tu vi cũng không có đột phá tình huống, nhưng trái lại cũng sống như vậy cũng có thân thể đột phá, thần thức trì trệ không tiến đó, đường lang tộc liền đá phương diện này lớn nhất người bị hại. Kim đường lang vương có một vị ruột thịt đại đệ, tu vi đã đi đến siêu thần cấp, có thể thần thức theo không kịp, vất vả tu vi đột phá nhưng không có thần thức làm duy trì, không chỉ về sau không cách nào lại tiếp tục tiến bộ, ngược lại sẽ còn hướng về lùi bước, mà đến rớt xuống siêu thần cấp mới thôi. Đây mới là thống khổ nhất, cái này đang lâm quả thực là sống cho hắn độ thân làm theo yêu cầu. Mà đối với đường lang tộc tới nói, làm mạnh chiến chủng tộc bọn hắn siêu thần cấp cường giả, lại trên thực lực thậm chí không kém hơn bát tí thần ma tộc. Giống như kim đường lang vương không có chút nào hư bát tí thần ma vương một dạng, nếu là lại có thể nhiều một vị siêu thần cấp cường giả, đường lang tộc địa vị có thể lần nữa tăng lên, thậm chí là tiếp cận với bát tí thần ma tộc cấp độ. Dù sao thì đường lang tộc chiến sĩ có thể là đến trăm vạn mà tính toán, cho nên đằng trước đều không có bất kỳ cái gì biểu hiện kim đường lang vương, cuối cùng tại thời khắc này nhịn không được ra tay rồi, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 600 vạn thiên long tinh tệ. Đường lang tộc lại nghèo, chẳng qua là đập món này vật đồ giá hắn vẫn có thể làm được. Mà cùng đường lang tộc tình huống tương tự, tại siêng lớn Long Mã liên bang bên trong cũng không chỉ là chỉ có bọn hắn. Trong lúc nhất thời, đấu giá cả bắt đầu chậm rãi tăng lên dâng lên. 610 vạn, 630 vạn, 640 vạn, thiên hòa thủ tọa nghe cái này từng cái không ngừng xuất hiện giá cả. Hắn lòng đầu xì máu, làm sao bây giờ đập vẫn là không đập, không đập sau khi trở về. Thiên hòa hoàng nhất tất nhiên sẽ cùng với chính mình sinh ra hiểm khích. Vô luận nhớ thế nào nói do lý do, chỉ sợ cũng không cách nào tránh khỏi. Có thể là đập cái này nhìn qua không có 8-900 vạn thiên long tinh tệ cũng căn bản bật không được. Hôm qua hắn liền chụp bảo quan dùng điên đảo càn khôn cháo cầm đầu đủ loại vật đấu giá, tổn hao không nhỏ. Hôm nay lại bắt lại hai cái thiên mã lưu tinh, đá cơ hồ đem tổn khó thiên long tinh tệ có thể vật dụng bộ phận này vận dụng không sai biệt lắm. Duy trì thiên hòa tộc to lớn thương nghiệp đế quốc cũng là cần đại lượng tiền vốn, cũng không là một mình hắn liền có thể quyết định tổn hao bao nhiêu. Có thể đối mặt với đang lấm quá, hắn có thể lùi bước sao? 700 vạn, 750 vạn. Giá cả mỗi một lần tăng lên đối với thiên hòa thủ tướng tôi nói đều là một lần sự đả kích không nhỏ, bằng không vừa rồi hắn cũng sẽ không thất thố như vậy. Mà đối với cái này, lòng tộc của một thiên mã tộc phòng phương diện đều lộ giá vô cùng an tĩnh, cũng không có cái gì biểu thị. Nó rõ liền là hố người, người còn không thể nào không nhảy. Cái này là dương mưu, ai cũng biết thiên hòa tộc là phản đối Long Mã liên bang thành lập lực lượng trung kiên, bị long tộc của một thiên mã tộc nhắm vào, đó cũng là chuyện rất bình thường. Một chút là hai đại cường tộc cũng không có trái với quy tắc, người có khả năng không đập là chính người muốn đập đó, thật sự chính là lợi hại. Liền Lam Minh Vũ đều ở trong lòng âm thầm tán thưởng, hắn tự nhiên cũng đã suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong chỗ đó, không thể nào không làm hai đại chủng tộc sơ ngón tay cái lên, không hổ xưng là bá Long Mã tinh hệ nhiều năm tồn tại, vẫn là có cao nhân. 800 vạn, thiên hòa thủ tướng cuối cùng vẫn là tòa hiệp, chất vật sơ lên trên trong tay thẻ số. 810 vạn, nhưng có người lại cũng không định từ bỏ. Kim đường lang vương lúc này đã theo đường lang tộc trong bao sàn đi xa, tầm mắt sáng rực nhìn xem đài bên trên đang lấm quả, gương mặt khát vọng. Thiên hòa thủ tướng cũng lần nữa đi xa, trông qua là hắn lúc này trên nét mặt có chút đờ đẫn. 820 vạn, hắn không nữa nhảy vọt thức tăng giá mà là tiến hành theo chất lượng. Ngươi cố ý muốn cùng với ta đối nghịch đúng hay không? Kim đường lang vương một mặt bạo ngược hướng về thiên hòa thủ tướng nhìn tới. Thiên hòa thủ tướng cười khổ nói, kim đường lang vương cũng không phải là muốn cùng người khó xử, chẳng qua là ta đã bắt lại thiên mã lưu tinh, không có đăng lâm quả phối hợp để cho ta như thế nào cùng chúng ta thiên hòa hoàng bàn sao, còn mấy ngày sơ cao đánh khẽ, về sau tộc của ta tất có thâm tạ.
Kim Đường Lan Vương nhãn tình sáng lên nói, để cho ta sờ cào đánh khẽ cũng được, vậy thì các ngươi. Vừa nói hắn hướng về Thiên Hòa thủ tướng sò thủ tế. Thiên Hòa thủ tướng biến sắc nhìn hắn hầm hòng ra, cái tên này cũng tới nhân lúc này cháy nhà mà đi lôi của. Trầm mặc một lát sau hắn gật đầu nói, tốt. Ha ha, vậy thì liền không khách khí. Kim Đường Lăng Vương xoay người lùi về chính mình trong sạp. 820 vạn, cái giá tiền này cũng theo đó dừng lại. Đại bên trên Lý Tĩnh Si nói, còn có hay không có giá tiền cao hơn rồi. Thiên Hòa Hoàng thủ tướng lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Việc đã đến nước này chỉ có thể là gặp chiều phá chiều. Người ta chịu xuất xả thiên mã lưu tình của bối đăng lâm quả như vậy, hắn lại có thể nào có biện pháp nào đây? 850 vạn. Đúng vào lúc này một cái âm thanh không hài hòa đột nhiên vang lên. Thiên Hòa thủ tướng biểu hiện trên mặt cứng đờ, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy ba tí thất mã vương theo chính mình bảo sương đi ra. Vừa đi còn vừa nói, dựa vào cái gì bọn hắn Đường Lang tộc không tham dự đấu giá nên có thể đạt được lợi ích? Chúng ta cũng muốn. Bằng thông thì cái này đăng lâm quả đối với chúng ta cũng là đồ tốt. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Thiên Hòa thủ tử tọa lúc này cắn răng nghiến lợi nói ra. Bát tí thần ma vương bình chân như vậy nói, không có, có thể mượn, ta tình nguyện ý chỉ cho ta mượn có được hay không? Nhanh tăng giá sau đó hối lộ ta, bằng không thì liền không có. Ngươi tú tài gặp quân binh có lý không nói được. Nhìn xem bát tí thần ma vương một bộ này bộ dáng, Thiên Hòa thủ tướng lúc này thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Bát tí thần ma tộc, Đường Lạc tộc, đó là thật sự không hư thiên cùng tộc. Cái này hai đại chủng tộc đều là loại kia không sự tình sản xuất tồn tại, lại càng không cần phải nói là gì thương nghiệp. Mà sức chiến đấu phương diện Thiên Hòa tộc ít nhất là mặt ngoài thua xa hai tại người này. Thật sự muốn náo dâng lên hắn thật sự đúng là cầm hai cái này lão vô lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dùng sức thở sâu, Thiên Hòa thủ tướng miễn cưỡng là cười một tiếng nói, được rồi, cùng Đường Lạc tộc một dạng như vậy. Ba tí thần ma vương cười ha ha một tiếng, cũng được, gom góp đi. 860 vạn, Thiên Hòa thủ tọa lần nữa báo giá, cuối cùng muốn bắt lại đi. Long tổng của bộ thiên ma tộc sẽ không sống bọn hắn không biết xấu hổ như vậy, mà chủng tộc khác nhiều ít đều muốn cho Thiên Hòa tộc chút mặt mũi, đều đã đến lúc này ai còn muốn tiếp tục báo giá tranh đoạt, vậy coi như thật sự chính là tử thù. Kim Đường Lăng Vương lúc này sôi lại theo chính mình trong giáp chui ra, hung hổ nói, dựa vào cái gì chúng ta sống như bọn hắn, chúng ta... Thiên Hòa thủ tướng ánh mắt lúc này đã có chút muốn giết người mùi vị, ngươi lại báo giá ta từ bỏ. Kim Đường Lang Vương hắng hắng một cái, lúc này mới hành quân lặng lẽ. Được rồi, cho ngươi, nhiều tiền như vậy chúng ta xác thực không có. 860 vạn lần thứ nhất, 860 vạn lần thứ hai, 860 vạn lần thứ ba. Thành sao, rơi trí đăng lâm quả cuối cùng vẫn là bị Thiên Hòa tộc mua ra vào. Thiên Hòa thủ tướng trở lại bao xương thời điểm, đã cảm giác chính mình có chút thoát lực cảm giác. Hắn cảm nhận được đến từ lòng tộc của thiên mã tộc một phương thật sâu ác ý. Có thể hắn rồi lại là không có bất kỳ kỳ biện pháp nào. Tiếp đó thì muốn lên trên sàn chính là chúng ta áp trục vật đấu giá, kỳ chân quý trình độ cùng loại với ngày hôm qua điên đảo cắn con cháo. Điên đảo cắn con cháo chủ yếu là vì bảo vệ chúng ta tình anh tại thành thần lúc đó thuế thuận lợi, mà kiện vật phẩm này thì là tại bất luận cái gì cấp độ đột phá lúc có thể bảo vệ tinh thần của chúng ta không đến mức tẩu hỏa nhập ma, cam đoan dùng trạng thái tốt nhất hoàn thành đột phá, mà lại vô luận cái gì cấp độ đều hữu hiệu quả. Nó liền là đời chí bảo Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc, lần này đẩy đi trên xe đẩy rất cao, một tiếng bục sốc lên trên thời điểm, hiệu lộ ra là một góc sán xịp là kim sắc tiểu thủ, nó toàn thân đều là màu vàng kim, phiến lá màu vàng kim càng thâm thúy một chút, lá mà vây quanh cái này gốc tiểu thủ, mơ hồ là có màu vàng kim phượng hoàng hư ảnh vần quanh. Cực kỳ là kỳ sĩ, bước này thiên tà địa bảo là mình vũ cùng Bạch Tú Tú đều là chưa từng nghe thấy. Thế nhưng khi mà hắn thấy cái này Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc thời điểm đó, lập tức liền đánh giá ra một sự kiện. Cái kia chính là trần chính lưu cho thiên hòa tộc hố to không phải cái này, mà là cuối cùng đại trục vật đấu giá mới đúng rồi. Cái này Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc nghe là có thể chân quý, như vậy cuối cùng đại trục sẽ là cái gì đây? Lam Hiên Vũ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn thật nghĩ không ra, Long Tổng của một thiên mã tộc có thể xuất ra đồ vật gì so với trước mắt này Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc còn muốn chân quý. Cái này Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc chân quý trình độ còn muốn tới trong ngày hôm qua điên đảo càn khôn cháo phía trên, bảo vệ thần tâm, mặc dù không bằng bảo vệ thân thể như vậy trực tiếp, thế nhưng đáng quý chính là cái này Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc là đúng bất luận cái gì cấp độ tu vi đều hữu hiệu quả đó. Cái này quả nhiên hiếm thấy, nói một cách khác, đối với bất luận cái gì cường giá, vô luận
luận là thiên tài địa báo hay là bình thường cường giả đều hữu hiệu quả, coi như là thần cấp, chân thần cấp, siêu thần cấp cũng đều hữu hiệu quả đó. La Minh Vũ trong lòng cũng có một mạch hừng hực, nhưng hắn cũng biết chính mình mua không nổi. Chủ thượng không cần quả nó, đây bất quá là xả phượng hư là hoàng thời, không phải đáng chúng ta ra tay, so với lôi chi nguyên điện chi mẫu kém xa. Ồ, La Minh Vũ tò mò hướng về Tần Bảo Thú nói, cái này kim hoàng ngô đồng mộc có vấn đề sao? Tần Bảo Thú cười lạnh một tiếng nói,